Victor Hugo 1802-1885 Dịch giả, Huỳnh Lý, Vũ Đình Liên, Lê Trí Viễn, Đỗ Đức Hiểu Phần thứ nhất Chương 4 Nói sao làm vậy? Ông nói chuyện thân mật và vui vẻ Sống với hai bà già suốt đời ở cạnh ông Ông khéo chọn lối ăn nói cho vừa tầm họ Khi ông cười, cái cười của ông hồn nhiên như của một cậu học sinh Bà Magalo thích gọi ông là ông lớn một hôm ông đang ngồi trên ghế, đứng dậy ra chỗ ngăn tủ tìm một quyển sách. Sách để ở tận ngăn trên. Ông vốn thấp bé nên không với tới. Ông gọi bà Magalo bảo, bà mang cho tôi cái ghế. Tôi tuy lớn nhưng vẫn không lớn tới tấm ván kia. Ông có một bà họ xa, bà bá tước lô. Bà này không bao giờ bỏ lỡ dịp đem khoe khoang trước mặt ông những cái mà bà gọi là những ngưỡng vọng của ba cậu công tử con bà ta, bà ta có những ông chú bà bác đã già lắm, lại vô tự, gia tài, tức lộc, về sau thể tất về tay ba người con bà. Cậu út rồi sẽ được hưởng đến 10 vạn quan lợi tức của một bà cô, cậu thứ hai rồi sẽ được ấm phong tước công của ông bác, cậu cả rồi sẽ được kế chân quốc lão của ông nội. Ông giám mục thường vẫn ngồi lặng yên nghe câu chuyện bà ta, coi đó là một cái tật vô hại của các bà hay khoe con. Duy có một lần, trong khi bà ta đang kể đi kể lại tỉ mỉ những chuyện kế tự và những ngưỡng vọng đó, thì ông giám mục trông có vẻ thẫn thờ hơn mọi bận. Bà ta hơi bực mình, ngừng lại hỏi, "Kìa ông anh, ông đang nghĩ đi đâu thế?" "Tôi đang nghĩ đến một câu sách cũng hơi kỳ, hình như trong sách của thánh Obisang, như thế này, hãy đặt ngưỡng vọng của ta vào người nào mà ta không thừa kế gì cả." Một lần khác, ông nhận được tờ cáo phó của một nhà quý tộc trong xứ trong đó kê đặt cả một trang giấy những chức tước của người đã khuất, lại còn la liệt những phẩm hàm chức tước của bọn con cháu họ hàng nữa. Ông bảo, cái chết thế mà khỏe lạ. Mang nhẹ nhàng cả một mớ nặng chức tước. Kể người đời cũng tài thật, lợi dụng đến cả cái thay ma để khoe khoang hợm hỉnh. Đôi khi ông có những lời dễu cật nhẹ nhàng mà có ý nghĩa sâu sắc. Mùa chay năm nọ có ông phó xứ trẻ tuổi lên tỉnh giảng thuyết ở nhà thờ lớn về lòng từ thiện. Ông ấy giảng giải khá hùng hồn. Nội dung bài giảng là lòng từ thiện. Ông tả cảnh địa ngục thật ghê rợn và tô điểm thiên đường thành cảnh êm đẹp ai cũng thèm ước và ông khuyên người giàu nên bố thí cho kẻ nghèo để được lên thiên đường, khỏi phải xuống địa ngục. Trong bọn người nghe có một nhà phú thương tên là Răng, đã nghỉ kinh doanh xong vẫn còn cho vay lãi nặng, trước đây chỉ chuyên dệt các loại len, dạ mà kiếm được dăm chục vạn. Cả đời hắn chẳng bố thí cho ai bao giờ từ hôm nghe giảng, chủ nhật nào cũng thấy hắn ném một xu cho mấy bà lão ăn mày ở cửa nhà thờ. Một xu mà đến sáu người phải chia nhau. Một hôm thấy lão ta đang làm phúc kiểu đó, ông mỉm cười bảo cô em, kì cô xem, ông dê bô răng đang mua một xu thiên đường đấy. Trong công việc từ thiện không bao giờ ông nản chí. Người ta có khăn khăn từ chối, ông cũng tìm được lời hay, bắt người ta phải suy nghĩ. Lần nọ ông khuyến quyên trong một phòng khách ở tỉnh một tay quý tộc đã già, vừa giàu lại vừa kịp, hầu tước sang Tessi, hôm ấy có mặt ở đấy. Hắn ta vào loại nhân vật kỳ lạ mà một thời người ta đã thấy xuất hiện, vừa có đầu óc bảo hoàng hơn vua, vừa có tư tưởng phóng khoáng hơn cả vôn 10. 10. Vôn Tai, một nhà văn và nhà triết học nổi tiếng thế kỷ 18 ở nước Pháp, có tư tưởng tự do. Khi đến gần hầu tước, ông dám mục kéo tay hắn, hầu tước ạ, à, ngài phải cho tôi cái gì mới được. Hắn quay lại, trả lời nhạt nhẽo, thưa đức cha, tôi đã có kẻ nghèo của tôi. Ông dám một nói, thì hãy cho tôi những kẻ nghèo đó. Một hôm ở giáo đường, ông giảng đạo như sau, các giáo hữu, các bạn thân mến. Hiện nay ở nước Pháp có 1 triệu 32 vạn cái nhà nông dân chỉ có 3 cửa, 1 triệu 817 ngàn nhà có 2 cửa, một cửa ra vào, một cửa sổ và còn 34 vạn 6 ngàn túp lều chỉ có một cửa là chỗ ra vào thôi cái đó là do một thứ mà người ta gọi là thuế cửa bắt những gia đình nghèo từ già đến trẻ phải chui rút trong những ngôi nhà ấy thì tránh sao khỏi làm mồi cho sốt rét và bệnh tật than ôi thượng đế đã cho người ta không khí để thở thì luật pháp lại bắt họ phải mua tôi không kết án luật pháp tôi chỉ tạ ơn chúa trong hạt ai hạt va rơ, trong hai xứ thượng hạ anper nông dân không có đến cả cái xe cút kiếp, họ phải cổng phân ra ruộng họ không có nến họ phải thắp bằng những que nhựa và những khúc dây thường nhúng vào đầu nhựa khắp miền núi xứ đô Phim đều thế cả họ phải làm bánh ăn dự trữ 6 tháng họ đốt lò bánh bằng phân bò phơi khô mùa đông họ dùng rìu bổ bánh ngâm vào nước một ngày một đêm mới ăn được hỡi các giáo hữu hãy mở lòng nhân hãy xem chung quanh các bạn người ta khổ như thế nào vốn sinh ở provence Ông rất dễ làm quen với các thổ âm miền Nam. Khi cần ông có thể nói: e bé, musu, xe sa ghé, như người lăng gơ hạ, ontet anak paxa, như người hạ anper, cũng như puter unben Montu tu unben fluma grace, như người ở Đô Phim thượng. Điều đó làm dân chúng thích và giúp ông gần gũi mọi người khá nhiều. Vào nhà tranh vách đất hay lên chỗ núi non, ông cũng tự nhiên thoải mái như ở nhà mình. Nói những điều cao cả nhất ông cũng nói được bằng những lời lẽ thông tục nhất. Nói năng như mọi người nên cũng đi được vào lòng tất cả. Tuy vậy, đối với hạng thượng lưu cũng như đối với dân chúng ông vẫn là một. Ông không bao giờ buộc tội một cách vội vã mà không tính đến hoàn cảnh xung quanh. Ông nói, phải xét xem tội lỗi đã đi tới bằng con đường nào. Vì vui vẻ tự cho mình là nguyên tội nhân. Ông không thể nghĩ đến một kiểu dốc treo leo nào của chủ nghĩa khắc nghiệt và không cau mày nhăn mặt như những ông thiện, ông ác. Ông chỉ lớn tiếng truyền bá một học thuyết có thể tóm tắt như sau, con người ta có thể xác, nó vừa là gánh nặng vừa là nguồn quyến rũ. Con người kéo lê thể xác nhưng cũng chiều nể nó. Phải trông coi, uống nắng, trấn áp, cùng kế lắm mới nghe theo nó. Nghe theo như vậy cũng còn có thể có tội, nhưng làm được như thế thì tội cũng nhẹ. Ngã, nhưng là ngã quỳ thì còn có thể chuyển sang cầu nguyện. Thành thánh thì ngoại lệ, thành người chính trực là quy tắc. Lầm lạc, sa ngã, phạm tội cũng được, nhưng phải là người chính trực. Càng ít tội lỗi càng tốt, đó là luật của người. Không tội lỗi nào cả, đó là mơ ước của thiên thần. Đã thuộc trái đất này thì thoát sao khỏi tội lỗi? Tội lỗi cũng như luật hấp dẫn, chi phối mọi người có lúc ông thấy mọi người gào thép dữ tợn và phẫn nộ quá nhanh ồ ồ ông vừa cười vừa nói rõ ràng đấy là một tội ác lớn mà mọi người đều mắc phải đó chính là những kẻ đạo đức giả bị kinh động nên vội vàng phản kháng để che thân đối với đàn bà và dân nghèo là những kẻ chịu nhiều áp bức xã hội nhất ông rất độ lượng ông bảo tội lỗi của đàn bà của con trẻ của kẻ tôi tớ của người yếu hèn của đám nghèo khổ và dốt nát chính là tội lỗi của những bậc làm chồng, làm cha, làm chú, những kẻ quyền thế, những người giàu có và có học thức. Ông lại nói, phải cố gắng dạy cho người không biết, càng nhiều điều càng hay. Xã hội mà không thực hiện được giáo dục không mất tiền là xã hội có lỗi. Nó phải chịu trách nhiệm về tình trạng tâm tối do nó